Dạ đây là cái nhà, thì ngày hôm nay ông bác kêu Nam chia sẻ ra đây để mà làm chứng nè. Đây là hồi sáng ông bác cân là 13 kg đúng không? 13 kg, còn cái này mới nè. 13 kg, với lại là bữa nay là đây là thêm 2,5 kg nữa nè. Là mọi người xem nè, cam ngày hôm nay là nó xịt nước hết trơn rồi đó. Sửa thẳng đem về thì nó kiểm tra đó. Đó. Thì còn ở trong đây rất là nhiều mà không biết nữa. Còn nữa đó chứ không hết đâu. Là sáng 13 kg, 13 kg, với lại đây 2,5 kg nữa, là 15,5 kg. Rồi mày làm chứng rồi chưa, quay rồi đó. Ok. Quay, để vô. Đây nè, cái này căn phòng nãy rồi. Còn này chưa nè. Đó, bỏ vô. Ủa cái đó nãy mấy cái trái trong đó căng chưa? Không có hả? Không có căng. Mấy cái trái trong này không có căng. Gửi bọc rồi sáng dục hả? Đem về đó. À. Ông đem về rồi nó kêu vợ nó cái nào còn ăn thì xẻ rồi bỏ thùng lạnh đó. Dạ. Đó thì ông bác kêu Nam nha, quay lại là làm bằng chứng đó thì Nam quay chia sẻ rồi đó. Quá trời bữa nay hư rồi, tổng cộng hơn 15,5 kg. Sẵn đây còn hỏi chú trước, coi thử chú suy nghĩ như thế nào về cái việc mà mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị đi học. Và nó mới hỏi con là bữa trước có cái cô Mạnh Thường Quân nó hứa với nó là sẽ lo cho con nó 4 tháng thì đi học ở trường á. Và nó hỏi con là thì cô đó tính như thế nào đó, cô đó tính như thế nào để nói cho nó biết. Thì con sẵn đây là con hỏi chú về cái việc là theo chú là những con quan trọng bây giờ có nên cho nó đi học hay không, và có nên tạo điều kiện cho nó đi học hay không? Em cái đó thì mình mừng nhất, ví dụ mà tạo cho nó đi học thì bữa nay nó cũng có đi học thôi. Nhưng mà không phải là một đứa mà là tất cả đều phải đi học, chứ không phải một đứa đâu, một đứa lớn thì chắc không có biết học đâu. Và cả con nó học con gì 4 năm rồi. Con Tú Linh cũng phải bắt buộc đi học. Không, 4 năm lớp 1 mà. Chứ nếu mà chưa không tạo điều kiện cho nó đi học để nó tiếp xúc được cái chữ đồ thì sau này nó khổ nữa. Biết vậy rồi mà con nhỏ đó là chắc vô phương rồi, không lẽ mày cho học tới 8 năm lớp 1 mới gành hay sao? Không, nhiều khi ở dưới quê nó khác không bác, lên trên trường trên Sài Gòn này nó khác. Cái cách dạy giáo dục của ở thành thị nó khác với lại thôn quê. Tiếp xúc chứ chú nói vậy là con không chịu rồi đó. Phải cho nó tiếp xúc cái trường lớp ở trên này. Tôi không gành gì đó. Chứ ở dưới thì nó cũng đi học mỗi năm. Ở dưới đôi khi là thầy cô nó kèm không được. Thì lên đây thay đổi cái môi trường thì nó có thể bạn bè rồi thầy cô kèm cặp thêm thì ít nhất là nó cũng biết chữ. Nếu mà nếu cho học vậy được thì tốt lắm à. Cái đó sự thật mình mừng. Hiểu không? Vậy thì hiện bây giờ là con quan trọng là mấy đứa như vậy á thì cái quan điểm quan trọng bây giờ nó muốn là cho nó đi học. Còn chú thì chú thấy là cái việc đó là nên làm như thế nào? Và bây giờ nếu thế như vậy thì cho mấy đứa đi học hết đi. Và học được 3 đứa, còn thằng nhỏ chừng nào lớn nữa học nữa. Thằng nhỏ còn nói gì chừng nhưng nào mà đủ tuổi đi chung đó. Đi chung với cái điều kiện người ta hỗ trợ về cái việc 4 đứa con đi học cũng được. Người ta sẽ lo cho nó 4 cái tháng. Đó là quá mừng luôn. Dạ. Cái đó là mình nhất trí hai ta luôn. 4 tháng. Người ta sẽ lo cho 4 tháng nhưng mà họ cũng có điều kiện. Họ có ra điều kiện. Cứ ra điều kiện rồi mình cái điều kiện đó là khi mà những họ đã lo cho 4 đứa con quan trọng đi học thì vợ của ông Trọng cũng phải đi làm, không được ở nhà, không được cái kiểu giống như là cứ ở nhà rồi rú trong nhà như vậy được đó. Thì người ta bắt buộc, tại vì chú thấy là mẹ của ông Trọng á cũng là đang đi làm đúng không, cũng vẫn đi làm. Thì cái việc mà mấy đứa nhỏ sắp vô trường học rồi, sắp vô thời điểm rồi đó là cũng người ta giúp rồi, thì Thùy cũng phải hợp tác chứ với Mạnh Thường Quân để có sau này người ta không hỗ trợ nữa thì con Thùy là cũng có một cái đường gì đó để nó lo cho mấy đứa nhỏ. Có tiền ha, có tiền không, cái đó thì mình quyết định không được, cái đó bị gì tôi không có quyền hạn với tụi nó. Nhưng mà chú lên cái ý kiến về cái điều kiện của cái đó thì tôi thích được lắm. Không được, cái đó thì cái người đó nấu mà người ta tin không tin sâu chứ tôi nấu chắc nó đâu nghe được. Và cái việc mà khi mà có điều kiện là nói Thùy đi làm á thì theo chú là nó có hơi quá sức với Thùy không? Cái đó cũng không quá sức gì đâu. Dạ. Bởi vì dạ, mấy đứa con thì giao hết rồi thì nó hơi rảnh rỗi rồi. Thì cái đó tùy nó biết thôi à. Phải không? Tôi nói đúng không? Dạ. Tôi đâu có ép buộc được.
nhưng mà mong là chú có thể nói chuyện với Trọng để cho là nó nói thêm về cho anh Thùy, để anh Thùy hiểu cái vấn đề là người ta đã mở lời ra như vậy thì mình cũng có một phần nào đó mình phải hợp tác, cũng như là mình cũng phải hỗ trợ. Chú hiểu không? Rồi. Mình phải hỗ trợ thêm rồi cái thằng Trọng cái đó rất mừng cái đó để nói lại. Phải nói lại Trọng nghe lại với Trọng. Rồi, Trọng nó phải nói với vợ nó. Chứ tôi thì cái đó mình ông già chồng không có quyền đối cái đó, chuyện gia đình của nó tôi chứ vô vậy lắm, phải không? Nhưng nếu mà con cháu tôi đi học hết thì tôi mừng lắm, cái đó là điểm chính là mừng rồi. Nhưng mà đó phải là cái mục tiêu của chú không? Thì bây giờ không? Lương tâm tôi là lúc nào là tôi cũng muốn cháu tôi đi học hết, còn vụ thầy thì cái đó tôi không dám chứ vô. Tôi đưa cái đó là thật, quyết định sao cái đó tôi không biết. Mất công là xí vô rồi chị nghĩ ông bác này kia mất lòng nữa. Tôi không có, tôi đã nói chung là tôi sống con người tôi đại lượng là đại lượng hết rồi, còn lộn. Mà theo con thấy là anh Trọng sẽ không cho chị Thùy đi làm đâu. Tại bữa giờ anh em con đã góp ý rất là nhiều lần rồi, mà anh Trọng cứ nói là ở nhà giữ thằng nhỏ không à. Tại vì là anh Trọng tối qua cũng đã nói với anh đó là từ việc là các cô anh thường quân giúp đỡ cho mấy đứa nhỏ đi học. Thì người đi học với điều kiện, người ta phải có một cái điều kiện đi chung, chứ không phải là mà nói chung là cô đó nói cô em nói em nghe em nói á, là cô Mạnh Thường Quân này á, góp ý là giúp muốn giúp đỡ là điều kiện của cô này đưa ra cũng là giúp cho anh Trọng, gia đình anh Trọng tạo thêm điều kiện thôi, chứ không phải là bắt buộc hay là cho con mày đi học rồi tao bắt buộc mày làm gì hết. Tao phải bắt buộc mày làm hồ sinh cho tao đâu. Đúng rồi, chính xác. Chỉ bắt buộc đi làm bất cứ cái chuyện gì cũng được. Nhưng mà phải đi làm. Nhưng mà em nghe hồ sơ anh Trọng nói là kể tại vì đã hứa với chị Thùy là từ ngày mà cưới chồng về là không cho đi làm. Đúng không? Có cái vụ đó. Tại vì á, khi mà nhận sự hỗ trợ của người ta thì ít nhất mình cũng phải có một cái gì đó để cho người ta thấy cái sự phát triển của mình, cái sự phấn đấu của mình, để nó cho người ta đồng tiền người ta bỏ ra nó không có vô nghĩa. Em hiểu không? Ví dụ như đồng tiền người ta, anh nói nghe 4 đứa, bao nhiêu đứa một tháng? 4 tháng là bao nhiêu tiền? Đúng không? Bao nhiêu tiền của người ta là cái đồng tiền người ta bỏ ra nó phải có giá trị. Cảm ơn cô đó lắm. Tối để hai vợ chồng có thể đi làm chứ không phải cho anh em mua con như vậy. Nó nói với vợ nó chứ cái nó tôi không có đánh chuyện đó. Nói chung là con chỉ muốn anh em con muốn là với lại cô này á, muốn là họ góp ý với ông bác á, để ông bác nói với thỏa thẻ với anh Trọng về vấn đề là mà ngỏ ý của cô này muốn giúp đỡ thôi. Thì cái đó người ta giúp đỡ thực tế chứ còn dạ. Còn theo anh á thì cái việc mà chú nói với Thùy hay Trọng thì cũng không quan trọng bằng cái cảm xúc của ông chú. Hiện bây giờ khi mà nghe một cái tin như vậy, đúng rồi, cái cảm xúc của chú như thế nào là chú chia sẻ với tụi con đi. Nói chung là tôi chỉ biết là mừng khi con cháu tôi đi học, chứ ngoài ra tôi không nghĩ gì hết. Cái đó là ý của tôi vậy. Dạ. Mọi sự luôn, tôi không có nghĩ là mình là quyền hạn hay là gì, không phải vậy đâu. Dạ. Tôi đã nói tôi đâu, không có chuyện gì đến khi tới tôi chuyện đó. Cái đó là do vợ chồng đó. Tôi không có quyền hạn. Nhưng mà nghe nói là mấy đứa nhỏ đi học là được ủng hộ là mừng lắm đúng không? Đúng. Tại vì mình đâu có điều kiện đâu. Nói chung là hai tay luôn. Tại vì mình đâu có điều kiện đúng không? Đúng không? Mà nghe vậy là ủng hộ liền. Nhưng mà mong là những người trong cuộc khi mà coi cái clip này thì cũng phải có một cái ý thức để cùng với Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho con của mình. Đó, anh nói vậy được không Nam? Được. Nói chung nếu theo em nha, nói chung là tất cả anh em YouTuber đây nè, không ghét gì chị Thùy, mà em nói thẳng nha, có chị Thùy có nghe cũng được đó, là ở đây anh em không ghét, mà anh em đã khuyến khích ngay từ đầu là chị Thùy lên đây là chị Thùy sẽ đi bán một cái xe, bán trái cây thêm một cũng được, hay là bán vé số gì đó, bán ít nhiều gì cũng được, đi phụ một ngày kiếm 100,000 hay gì đó cũng được nữa. Nhưng mà cái này là cứ nói ỷ là mấy đứa con còn nhỏ lên là bây giờ ở nhà không à, nhưng mà người ta lên ta nói làm biếng thì lại không chịu đó. Về cái việc này nha, tự nhiên sau này anh suy nghĩ ra một cái lý do nó nằm ở lý do nó vậy này, mà anh không biết là nó đúng hay không, có nghĩa là không phải là bản chất ông Thùy đã làm biếng, nhưng mà khi mà nó quen Trọng á và nó biết cái bản tính của ông Trọng á, nó không muốn cho ông Trọng có một thời gian nào nghỉ ngơi và không có một thời gian nào mà bỏ bê con cái được, vợ con nó, em hiểu không, nó cứ vậy đó cho ông Trọng nó phải lo. Em hiểu anh không?
có nghĩa là nó không lo cho mấy đứa nhỏ, không ăn lo chuyện, nói chung là để tất cả mọi thứ để anh Trọng lo, để cho anh Trọng là bị xoay trong cái chuyện mà vợ con nó không có, vậy là quá sai, nó không có suy nghĩ về cái chuyện khác được. Nếu mà theo em là quá sai, nghĩa là giữ chân người đàn ông đúng không? Chính xác đó, đó. Giữ, nói chung là không phải là riêng chuyện một mình chị thì đâu, mà có anh Trọng đâu, mà anh Trọng cũng không có gì chứ, có hai bàn tay trắng à. Không có đẹp trai mà không có gì đó, nó thiệt với anh luôn á, nó chỉ có cái gì đâu. Nên anh nói anh nghĩ đi, đến lúc đầu mà ra ngoài gầm đầu ngủ với Nhân thì vẫn ra, không hề ăn cắt oán hết cái gì hết, anh thấy rất là chấp nhận điều đó. Là anh nghĩ là thì có một cái suy nghĩ gì đó mà thì không nói ra được, mà mong là cái thời điểm này là mấy đứa nhỏ đi học thì thì cũng nên bước ra khỏi cái căn phòng đó đi, để cho căn phòng an toàn. À, để cho mọi thứ, mọi người được nhìn thấy một cô thì vợ ông Trọng khác đi. Thấy sao? Cái đó là theo thì với tùy theo Trọng. Đó là hai người quyết định. Nhưng mà đây anh hỏi chú là có vấn đề đây, anh chỉ hỏi là cái việc mà chú nghe tin có người hỗ trợ, chú rất là mừng như thế nào thôi. Rất mừng, có bao nhiêu đó thôi. Nghe nói chơi. Con cháu nó đi học thì tôi rất mừng. Nói chung tôi nhất trí, còn cái chuyện đó là tôi không có quyền hạn. Cái nào mình nói thiệt. Dạ. Cái đó tùy vợ chồng nó làm sao đó, cái đó tôi không biết rồi. Giống như là anh Trọng đã có gia đình, có con thì có quyền riêng tư riêng rồi đúng không? Mình chỉ góp ý được là nghe không nghe thôi. Nói chung cũng không, mình cũng không có giúp. Như người ta có một điều kiện như vậy tôi khi mà nói với chú á, dạ. Gửi cho anh Trọng biết là những người trong gia đình Trọng, nhất là ông chú, cũng rất là mong muốn cái điều đó. Đúng rồi. Đó, mong muốn cái việc mà cho tụi nó đi học. Chỉ có gia đình anh Trọng thôi chứ ở ngoài ai mà không thấy. Có nhà gia đình ổng không thấy thôi chứ ai. Đúng rồi. Đó, vậy thì bây giờ chú rất là mong muốn đúng không chú? Ừ. Đó, thì con muốn chia sẻ những cái gì mà chú đã chia sẻ với con trên đến cho các mạnh thường quân biết về việc mà hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ đi học. Nó nghèo khổ rồi làm sao mà cho mấy đứa nhỏ đi học được. Cái đó là đứa nhỏ đi học được mình bận lắm. Nếu như sống ở trên này mà nếu như dốt nát không là làm sao? Không bao giờ thoát khỏi cảnh dốt nát. Ừ. Không đi học, phải đi tiếp tục đi học. Phải đi học, đi dốt nát chết rồi. Đôi khi nó đi học sau này nó lại cái suy nghĩ, cái đầu óc nó khác hơn Trọng sao? Nó thông minh hơn Trọng. Đúng Nam hơn? Đúng rồi. Con người ta có trí thức thì dĩ nhiên nó phải tiến bộ hơn rồi. Chính xác. Phải cả trăm lần. Phải tiếp thu cái trí thức. Mà bằng cách nào, bằng cách phải cho nó đi học. Đi học thôi, có trí thức được. Mà rất nhiều mạnh thường quân người ta rất là mong muốn cho tụi nó đi học. Tại vì là họ thấy, họ biết được là nếu không đi học được thì tụi nó sẽ dốt. Và cuộc sống của nó không bao giờ thay đổi được. Thì cái đó là quá dĩ nhiên rồi, đó sờ sờ rồi. Ví dụ em bây giờ nè, như lại giờ em theo em á, em đáng người đáng trách nhất là anh Trọng với vợ anh Trọng. Tại vì á, ba với mẹ sinh ra 4 năm đứa con, mà ba với mẹ là phải cố gắng làm để lo cho tương lai con. Biết mình hiện tại đang khổ nè, mình không bán nhà bán cửa nè, mình ra ngầm cầu ngủ nè, mình phải cố gắng làm sao để có được điều kiện, có tiền cho mấy đứa nhỏ ăn học cho thành tài, sau này nó nhờ bản thân của nó, nó rồi có thể nó lo là cho thân già. Đây bây giờ là vô tư nè, ngày có nhiêu ăn hết bao nhiêu nó, rồi mai mốt á mấy đứa nhỏ cũng không có thất học, nó không có đi học mà đi làm thuê làm mướn, cứ nói tiếp đi tới tiếp gì vậy, không có biết lo cho con gì hết. Đâu có lỗi đâu, mấy đứa nhỏ đâu có lỗi, nó có biết gì đâu mà lỗi. Chồng với vợ chồng thôi chứ tụi nó không hề có. Đúng rồi. Mà cái thời điểm anh nói nghe cái suy nghĩ của cái những người mà như mình có nghĩ con ra thì nói đâu là trời trên trời trên cỏ, là cái thời thế này không bao giờ phát triển được. Hồi xưa rồi, bây giờ cũng phải như vậy. Còn bây giờ thì cho anh học đâu. Bây giờ là mang học là hòn. Nói xin lỗi mình nói, nếu mà bây giờ có ăn học mình không ăn học được, mà một gia đình thôi nuôi một người dốt, nó xin lỗi bằng mày nuôi từng 100 thằng lính ngụy, không có tôi nói thiệt, nó quậy chịu không nổi đâu, bị nó dốt nát, nó cứ u khờ đó. Không mình nói giả tỷ gì đó, đi tới đâu là nó quậy tới đó đó, đó gì chính xác không? Có vậy thôi. Ê, vậy là dọn đi con nhịn cho. Bây giờ mình kết thúc clip để cho ông chú ông dọn nha. Bây giờ cũng tối. Chị mọi người thôi bài nha. Mà tôi nói gì đúng không? Đúng. Nếu mà dốt nát thì sẽ lớn. Mà không biết chữ nào hết là đi đường không biết luôn. Đường gì có biết chữ có biết à, tôi đỡ hay chỗ nào. Như bây giờ nè. Tôi đọc viết mà bây giờ tôi biên không được nè. Chứ đừng nói. Đọc được, biên không có được.
Rồi này, cái này toàn còn tầm khoảng bao nhiêu cam vậy ông bác? 40-50 kg đó. Bà con thấy bữa nay cam nó hư nhiều lắm đó nha, coi lựa ra nha. Nó hết 13 kg rồi đó, bây giờ tao làm thêm mớ nữa rồi kìa. Quá trời, bữa nay hư nhiều rồi. 13 kg thì chắc thêm 2 kg nữa rồi đó. Còn 15 kg rồi đó. Mấy cái trái mềm mềm đó mình để riêng ra đi để nó lây á. Ừ thì thấy hư là mình bỏ riêng chứ đâu có được.